Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Ngọc Lan Hoàng chụp thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị đã chọn Lưu Đô Sài Gòn TV theo dõi Cà Phê Sáng, và sắp tới đây là Thời sự Thế giới. Bác sĩ Mai Phương đang chuẩn bị để gửi đến quý vị. Và nếu quý vị có thắc mắc, có thể đặt câu hỏi với Ngọc Lan. Chúng tôi sẽ lấy những cái câu hỏi này trên Facebook và gửi trực tiếp. Nhiều quý vị hoang mang lắm. Chẳng hạn có một cái vị hỏi là tôi 85 tuổi mà không biết ghi danh như thế nào. Ngày hôm nay bác sĩ Mai Phương sẽ gửi đến quý vị một cái trang mạng mới để vào đó ghi danh. Và cái tiến trình ghi danh rồi nó sẽ như thế nào. Và giải đáp các thắc mắc tại sao tôi ghi danh mà chưa nhận được chích ngừa vân vân. Tuy nhiên ngày hôm qua bản tin cũng ghi nhận và hôm cuối tuần Tổng thống Biden tuyên bố là phải ngăn chặn những cái chuyến bay từ ở các quốc gia mà hiện nay nguy cơ loại COVID biến chủng COVID-19 biến chủng có khả năng bản tin ghi nhận được lây nhiễm nhiều hơn và gây tử vong cao hơn nữa. Đó là cái loại biến chủng. Mặc dù Pfizer và Moderna đều công bố thuốc chủng của họ đều có khả năng tiêu diệt loại chủng mới này, thì tại sao Nam Phi, tại sao Anh Quốc, tại sao các quốc gia vùng châu Phi, trong đó châu Âu và kể cả Brazil nữa, thưa quý vị, đây là những quốc gia trong thời gian qua bùng phát những cái trường hợp COVID-19. Thứ hai nữa, loại biến chủng đến từ Nam Phi rồi Anh Quốc nữa. Anh Quốc bây giờ đang đương đầu với các loại biến chủng mới. Ở tại Hoa Kỳ này đã có một số các trường hợp mà họ nói rằng đã vào nước Mỹ rồi, đến từ những cái chuyến bay từ Anh Quốc. Dưới thời Tổng thống Trump thì chưa ra lệnh cấm, ngoại trừ New York. Chúng ta còn nhớ New York kêu gọi là những cái chuyến bay ở Anh Quốc vào đó là phải thử nghiệm, xét nghiệm tất cả những cái hành khách. Giờ đây thì họ nói nếu quý vị không phải là công dân Mỹ, những người công dân Mỹ từ những quốc gia này hồi hương vẫn được cho vào như thường. Tuy nhiên, tin tức cũng ghi nhận được có những trường hợp các hãng máy bay tuyên bố, United Airlines đầu tiên tuyên bố muốn bay cho chúng tôi xét nghiệm âm tính với COVID-19, rồi chúng tôi sẽ cho bay vào Hoa Kỳ này. Cho nên lệnh này bắt đầu chính thức được thi hành để bảo đảm. Chúng ta còn đang đương đầu với cái loại COVID-19 đầu tiên mà, thưa quý vị. Chưa kể là thêm nhiều loại biến chủng mới. Thì hy vọng với cái tiến trình như chúng tôi đã thưa, 67 tới 173 các hãng nghiên cứu về loại chủng mới này sẽ hỗ trợ thêm cho cả thế giới. Bởi vì WHO, Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố do cái sự bất công trong xã hội, những quốc gia giàu có tiền như Hoa Kỳ, Đức vân vân có khả năng mua và dự trữ những cái loại thuốc này, họ dành cho người dân của họ trước. Còn những quốc gia nghèo thì không, bây giờ đừng có nói tới mà thuốc chủng, mà nói tới thuốc chủng của Trung Quốc thì không biết làm sao. Anh Thủy đang nói đến cái chuyện mà thuốc chủng ngừa vaccine COVID-19 đó. Thì ngày hôm qua có một cái bản tin, có một cái vị bác sĩ ở Texas, ở Harris County. Ông đã ăn cắp một cái lọ vaccine, trong đó có 9 liều dùng để ông chích cho người thân ở trong nhà của mình, rồi cho bạn bè của mình. Cái đó nó diễn ra khi mà ở cái quận Harris này người ta mở một cái nơi chích ngừa, giống như mở ở ngay một cái công viên, giống như ở đây mình mở ở Disneyland như vậy. Thì hôm 29 tháng 12 thì ông đã ăn cắp cái lọ thuốc đó, ông chích cho bạn bè, cho người thân của mình xong, thì ông lại sau đó ông lại nói cho một cái người đồng nghiệp của mình biết cái chuyện đó. Thì người đồng nghiệp này đã báo với lại cái ban giám đốc bệnh viện và người ta đã kỷ luật cái ông này, bởi vì nói là nếu như mà cái tin này đưa ra, cái nơi đó, cái quận hạt đó, cái chuyện mà bảo quản cái vaccine không có được cẩn thận thì họ có thể họ bị cắt những cái nguồn tài trợ vân vân. Mà một cái điều á rất là đáng buồn đó là ông bác sĩ này là trong cái thời gian vừa qua đó, ông là cái gương mặt để mà giống như là tuyên truyền cho cái việc mà chống COVID-19. Bác sĩ Hassan Gokhan ở Harris County. Mà cái lý lịch của ông lại là một cái lý lịch rất là đẹp. Ông có 21 năm hành nghề rồi và 9 năm ở đó thì ông làm ở Texas. Cho nên cái chuyện này đưa ra thì
luật sư của ông thì nói rằng là bởi vì ông cảm thấy rằng là cái quận hạt đó họ làm việc chậm chạp quá và cái vaccine đó nó gần hết hạn rồi, mà ông nghĩ hết hạn á thì phải vứt bỏ, nó rất là uổng, cho nên ông mới lấy một cái chích cho người nhà, chích đó, chích cho chính liều, chích cho người thân ở trong gia đình của mình. Xong gọi bệnh nhân tới hỏi. Mới đây có bản tin đó, có nhiều người xếp hàng, họ nói vào xếp đại đi, bởi vì họ nghĩ rằng mình ghi danh rồi chờ đợi lâu quá, xếp hàng đại, vậy mà xếp hàng cũng được chích. Hên xui hả? Hên xui, yeah. Bởi vì họ nói cuối ngày rồi, chỉ còn một vài liều đó, thì chích họ luôn. Cho chích luôn. Thì không biết cái chuyện đó làm sao, để lát hỏi bác sĩ Mai Phương. Bây giờ mình quay sang một cái chuyện khác, bao giờ thì tôi có được 1.400 về hả? Bao giờ có thì không biết, nhưng mà có một cái tin á của những người vẫn là rất là ủng hộ cho tổng thống Donald Trump, nói rằng là người nào muốn được nhận 1.400 phải chích ngừa, phải nha, tức là không phải là một cái điều mình mong muốn, phải chích ngừa. Và khi chích ngừa như vậy á, coi chừng họ gài cái con chip. Trung Quốc nó gài cái con chip vào trong người để nó theo dõi mình. Những cái tin tức bậy bạ trên mạng, nếu quý vị đọc được bỏ qua, đừng có để ý những cái chuyện này. Nên quan tâm đến những cái chuyện quan trọng hơn, trong đó thuốc chủng, rồi cái việc chích ngừa, nên chích ngừa hay như thế nào, và cái sự hữu hiệu của thuốc chủng ra sao. Tại sao chúng tôi đề cập đến 1.400 Mỹ Kim? Bởi vì ông Bernie Sanders, trong thời gian qua chúng ta nghe thấy vị thượng nghị sĩ đến từ Vermont này, ông là người đã bị cáo buộc là người theo xã hội chủ nghĩa đó. Thực sự thì ông nói rằng tôi theo cái xã hội chủ nghĩa, nhưng mà không phải theo cái kiểu của Liên Xô, Việt Nam Cộng sản, Trung Quốc Cộng sản, cái kiểu xã hội chủ nghĩa độc tài đó. Như chúng ta đã nghe anh Đinh Quang Thái giải thích rất nhiều rồi, thì ông Bernie Sanders từ năm 1981, lúc đó ông mới là thị trưởng của Vermont thôi, thì ông đã giải thích cái chuyện đó rồi, cho nên mình bỏ qua cái chuyện xã hội chủ nghĩa hay không. Ông nói rằng cái chuyện mà tôi hỗ trợ cho người nghèo, hỗ trợ cho những người yếu kém trong xã hội, mà nếu chúng ta giúp cho những người này được thì tại sao chúng ta không làm, trong khi cái tiền mà dưới thời ông Trump á, giảm thuế chỉ giúp đỡ cho 1% những người giàu có nhất của nước Mỹ thôi. Còn 99% những người còn lại như thế nào? Vì thế, lần này khi mà Thượng viện nằm trong tay Đảng Dân Chủ đó, thưa quý vị, ông được cất nhắc lên làm Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Thượng viện. Mà quý vị biết Chủ tịch Ủy ban Ngân sách nó mạnh như thế nào? Bởi vì tất cả những cái vấn đề gì về ngân sách mà bên phía Đảng Dân Chủ muốn thông qua đó, là phải nói chuyện với ông Bernie Sanders. Ông nằm trong cái ủy ban đó. Thì ngày hôm qua trả lời phỏng vấn, ông nói rằng nếu như mà bên phía Đảng Cộng Hòa không ủng hộ, không lên cùng thuyền với chúng tôi đó, thì chúng tôi sẽ chèo một mình. Bởi vì sao? Họ có những cái phương án theo hiến pháp cho phép để thông qua mà không cần bất cứ một cái sự ủng hộ nào của Đảng Cộng Hòa cả. Và điều đó đã từng được Đảng Cộng Hòa áp dụng trước đây, sau thời ông Obama lên đó, mà ông tìm cách ông thông qua cái chương trình Obamacare đó, là ngay lập tức dân chúng như là không đồng ý cái sự mà gọi là bá quyền của một đảng. Thì cứ 2 năm một lần hoặc 4 năm một lần thì chúng ta thấy cái chuyện đó lại xảy ra, khi mà Đảng Cộng Hòa nắm đa số, cuối cùng cũng mất cái thế đa số. Và điểm quý vị thấy, một đảng mà nắm đa số đó, thường thường họ làm những cái chuyện mà dân chúng là bắt đầu những người từng ủng hộ họ cảm thấy cũng không hài lòng, cho nên họ bỏ phiếu. Và vì vậy mỗi 2 năm một lần chúng ta có các cuộc bầu cử ở các tiểu bang này. Tiến trình này chúng ta thấy chắc chắn trong thời gian tới đó, ông Bernie Sanders và Đảng Dân Chủ với Tổng thống Biden sẽ đẩy mạnh để có được 1.900 tỷ Mỹ Kim hỗ trợ kinh tế cho nước Mỹ vì cái tình trạng mà suy thoái. Còn nhiều tin tức nữa, thế nhưng chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong phần thời sự thế giới, mời quý vị cùng theo dõi. Tạm chia tay với Ngọc Lan, bởi vì bây giờ chúng tôi sẽ mời bác sĩ Mai Phương lên để trình bày tiếp tục. Xin chào anh Thụy và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng ngày mai.